Dạ em xin chào tất cả anh em nha. Em chào mừng anh em. Em chào mừng bà con đến với kênh Tìm Sắt Tới Thắng nha bà con. Em với Tài với anh Chiến lên tiếp cho anh em mình. Này là em xả nghe nè. Em xả 4 cái máy dầu. Lên tiếp cho anh em bà con cô bác mình tham khảo ha. Là 4 cái. 4 máy dầu trong đấy nó, trong đây có một con là Mitsu. Em coi là Mitsu máy đây. Cái này anh em bà con cô bác mình ai có tay nghề ha, hoặc là mình đang có những cái máy thứ gì mà nó bị hư hư hao thì nhờ anh em bà con cô bác mình tham khảo nha. Cái này cái thùng dầu thùng nước đẹp cực kỳ luôn nè. Cái này Mitsu 4,5 anh em ơi, Mitsu 4,5 dòng tua 2002. Máy này nó bị cái này bỏ nghe nói đúng rồi, thừa nó là chạy cây xúc bắp cho làm công chuyện tí con rồi tí xíu cho. Là cái này gãy cây xúc bắp nữa nè. Để chút cháy rồi cha gọi cho cô Năm. Tình trạng là máy nó gì đây. Cái này anh em nhớ lưu ý là anh em nhìn thật là kỹ ha. Là trong video sau mấy sau thì em báo anh em mình như vậy đó. Nắp hông cho mở luôn nè. Bộ khóa dầu thì gì đây? Cái ly dầu nó bị nứt. Em bán theo hiện trạng là không có kèm tay quay anh em nhớ lưu ý giùm em nha. Cái này sao ta mình móc lên thì cho bà con mình coi cho dễ. Bà con chịu khó móc lên cho bà con cô bác mình coi. Bị này nó hơi tối lên nè. Em nhờ Tài móc ẩu nó lên cho anh em bà con mình nhìn. Cái gì đây? Cái này có bô lửa, thiếu cái chớp bô e. Ốc thì thợ em dặn gì nè. Đó, bà không mở ra mới biết là nó có gãy cây xúc bắp. Nghe nè, em nghe thừa nói lại, bữa nay thừa nó không có đi làm thì em không có hỏi thăm được. Hay là SD4. Số ghi là 27627. Là cái máy này. Một cái Mitsu 45 nghe nè. Trong đây ba cái này là ba cái dân mang hết. Một cái NS40. Này NS40, còn cái này NS40 hay 50 em thấy nó bự. NS50 hả? Dạ. NS50 cái này đạn nước anh em. Đạn nước nhờ con mở cái thùng dầu này ra cho Dương Út giùm đi. Cái này anh em nào có tay nghề anh em mình dọn lại hoặc là mình sơn lại hàng là anh em xài ok. Con dầu đẹp trong bóng còn bộ khóa dầu, nói chung là em thấy nó chân nền chưa mở luôn, không có que. Cái này đời bạc đạn anh em, đời bạc đạn này nó mạnh tương đương với cái D6 mình nè. Bên nữa ta cái này đạn nước, xem coi bánh chớn nó xài chung như nào. Bị em hơi bất mãn là mấy con thợ em nghĩ hoài NS50 nó trong 75 ly, nghĩ hoài không có thợ dọn em xả luôn mấy cái máy này đó anh em nghe nó bơm cái cột luôn cả chưa. Rồi nhà con test hàng cho cô chú mình nghe. Làm ngày nghỉ máy về hoài rồi sao em quyết định em xả luôn. Quay chỉ cho anh em mà con có bắt mình coi nha. Cái đời này là NS50 bạc đạn nước anh em, máy nguyên thủy nè anh em, nhìn ốc nè, không có tôm, không có boe, không có bô lửa luôn. Còn cái này đó là con thứ hai, cái này là đang chạy anh em, đang chạy về anh em chịu khó chỉnh thêm gì tí xíu nha. Máy nguyên xi à, bị thợ em nghĩ hoài em hơi nản nản. Rồi mấy nào mà dọn
mà thiếu đồ em bán rẻ cho anh em mà con có bắt mình luôn. Còn cái này có nợ 40 nè, cái này thì thấy có dấu tháo dấu gòn rồi, chắc thợ em có mở ra làm này nè. Nhưng mà bảo đảm anh em là máy bẫy nha, cái này là không có quẩy, nói là máy qua sử dụng, nhưng anh em máy bẫy là chưa từng sử dụng ở Việt Nam. Nè, anh em nhìn mấy nắp này anh em cũng biết nè, đó nó nguyên xi. Còn này thợ em có mở ra nồi chân nền chưa mở nè, đó cái này em xả cho anh em mình về dọn tiếp giùm em. Thợ em nãy nỉ hoài rồi, nhờ con test hàng cho bà con có bắt mình đây. Hết chip. Thằng em đài rất nhiều, hết cơm rồi nè, nhớ hết cơm rồi là hay là nó muốn ấy rượu rồi rồi nó bơm đó, hết dầu gì, dầu gì? Chắc hết dầu quá gì má này nó lâu quá còn dầu. Cho nó uống miếng rượu quay con. Ừ, tụi em là chơi ba rượu trắng này, chơi rượu đen rồi quất vô. Cái này anh em nhớ lưu ý là máy nguyên bản nha. Cái này là buồn tình á. Buồn tình thợ chơi nghỉ hoài, chắc tăng cường lên đó anh em ơi. Là nhiều khi mình chết cũng không được, ở nhà công chuyện. Rồi tới em cuối cùng em này em nghĩ là chạy luôn nè, cái này phải có chân nền kê lên em nghĩ chạy để nhờ con nghiêng qua máy này thì giờ này nè, lăn ọt bơm ọt ọt luôn đó. Cái này là 99% là chạy, không có đường nào mà không chạy. Rồi con bỏ xuống rồi, cái này nó có số series là 15023 đó. Cái máy này em nghĩ 99% chạy, thì trong đây là nó hai cái máy này là chạy rất chắc ăn rồi nè. Con này là 99% chạy, như con này em bán luôn rồi nè anh em, nhớ là anh em lưu ý là em hơi 100% này hơi dữ răng luôn, tại buồn tình thì em bán rẻ cho anh em mình về cho anh em xử tiếp em. Bây giờ mấy anh cứ chơi ngày nào mấy anh cũng nghỉ hết trơn mà đợi mấy anh ra dọn không biết chừng nào luôn. Con móc ở đây cái nữa. Rồi lô này em bán cho anh em 4 cái. Anh em nhớ là bán theo hiện trạng gì ha. Em không có bao gì hết, cũng không kèm theo gì hết, nhưng mà bán rẻ cho anh em về dọn nổ hoặc là anh em binh lên mà bán lại á. Này em bán anh em là 4 cái 10 triệu bao ship. 10 triệu bao ship đây nè. 10 triệu là anh em dọn được 4 cái máy này. À, có máy này nhẹ nè, cái này nhẹ luôn. Rồi 4 cái. Rồi anh em làm được, anh em nào làm được cái lô 4 cái này thì alo giùm em ha. Trong đây có một cái nợ 50 là đạn nước nè, hai cái nợ 40 nước 3 giây, còn cái là mít số 4,5 10 triệu bao ship luôn. Nếu mà trừ ra mà anh em tự vận chuyển thì này nó còn có khoảng 8 triệu mấy 8 triệu mấy anh em ơi, cái có khoảng 2,1 2,2 gì đó. Rồi em cũng xin kết thúc video tại đây anh em. Em cảm ơn anh em cũng như bà con cô bác rất là nhiều. Chào tạm biệt anh em. Rồi cảm ơn tụi con nha. Rồi.